Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Tôi có thể rằng chia sẻ cái tin này nhưng không biết là các bác vui hay các bác buồn. Các anh chị thanh niên thì các anh chị có thể rằng là vui bởi vì là thần tượng của anh chị giống như các anh chị rất là hả hê khi mà comment vào về video clip mà tôi đã chia sẻ lần trước. Thần tượng của anh chị là anh Cường Đô La với một siêu xe mà tôi gọi rằng là siêu xe máu. Bởi vì nó được lấy từ đâu đó, từ đất đai của người dân, từ cái sự cấu kết giữa người chính quyền và doanh nghiệp. Và tôi đã nói rất nhiều lần phải xử lý những cái doanh nghiệp kiểu như thế, móc ngoặc, móc nối để mà tạo nên một cái cơ chế chúng mà chúng ta gọi rằng là dùng cái từ lợi ích nhóm. Có bao giờ các bác hỏi rằng là siêu xe của Cường Đô La đến từ đâu không? Đó. Và trước đó là cái vụ Nguyễn Kim, người ta cũng đang yêu cầu xử lý cái trách nhiệm của Nguyễn Kim, nghĩa là công ty gọi rằng là công ty mà được chứng 9 triệu cổ phần của Sadeco. Còn ở đây người ta cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm của bên phía của Quốc Cường Gia Lai. Nhiều người cảm thấy hả hê bởi vì sau đó cơ quan công an điều tra có một lần đã nói rằng là không thể xử lý được công ty Quốc Cường Gia Lai. Nhưng mà với cái tin tức hiện nay mà tôi chia sẻ cho các bác thì liệu rằng những công ty như Quốc Cường Gia Lai có thoát khỏi cái lưới trời hay không? Bởi vì xưa nay chúng ta đốt lò những quan chức, nhưng quan chức không thể nào làm được nếu không có sự cấu kết của các doanh nghiệp, có đúng không ạ? Và các doanh nghiệp này đã hưởng lợi vô cùng nhiều, mọi sướng hơn nhiều. Quan chức nhiều khi đầy tiền ấy, nhưng không dám tiêu đâu. Đi đâu đến chỗ nào đó cũng gọi rằng là sợ, có cánh camera bắt lên thế này vân vân. Là bị phát hiện rồi bị xử lý mặt đảng nó kia là không thể nào mà leo cao luồn sâu được nữa. Thế nhưng ấy, một số gọi rằng là doanh nghiệp ấy, thì họ thừa mới ăn chơi. Như ở Cường Đô La này thì các bác có thể thấy rằng là ôi, các loại siêu xe mà gọi thế giới Ả Rập cũng phải kính nể. Và các bác có thể thấy ngay cả những cái clip được dò dỉ ra của các anh chàng gọi rằng là Bùi Phan Nhật Quân, người thừa kế của tập đoàn Novaland cũng như vậy. Một tin tức rất là vui để xem rằng là anh Cường Đô La và mẹ của mình có thoát được không khi mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định một cái điều như thế này. Đó. Thưa các bác và mọi người, trước đó thì các bác có thể thấy rằng là nhiều doanh nghiệp liên quan Tất Thành Cang ấy thì hưởng lợi rất nhiều, và trong đó có công ty Quốc Cường Gia Lai là một trong những công ty được hưởng lợi nhiều nhất. Và lần trước thì báo cáo với các bác đó, có báo cáo với các bác rằng là người ta đã kết luận rằng bà Loan và công ty Quốc Cường Gia Lai là không liên quan, nhưng bây giờ sau 2 lần đề nghị thì đã có một cái lời khẳng định thế này của công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lời khẳng định đanh thép là sẽ xem xét trách nhiệm của Quốc Cường Gia Lai. Vào ngày 28 tháng 2 thì quan điểm thì được công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau gần 2 tháng điều tra bổ sung lần 2 theo yêu cầu của viện kiểm sát là xem xét trách nhiệm của công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng giá rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư ven sông. Đó. Từ công ty Tân Thuận 100% vốn là văn phòng thành ủy và gây thiệt hại gần 250 tỷ đồng. Và bà Nguyễn Thị Như Loan là tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai thì trực tiếp đàm phán ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với công ty Tân Thuận. Cơ quan điều tra cho biết và tiếp tục xem xét để xử lý trách nhiệm của bà Loan sau khi có kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giá trị tài sản chuyển nhượng cũng như là kết quả điều tra. Và theo cơ quan điều tra thì công ty Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì đương nhiên phải hiểu rõ cái quy định của pháp luật trong việc mua bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, công ty này đã nhận chuyển nhượng tài sản từ công ty Tân Thuận và không thông qua đấu giá. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tách hành vi của các cá nhân liên quan thuộc Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ các vai trò trách nhiệm. Và đồng thời thì sẽ truy thu với số tiền 21,2 tỷ đồng mà Quốc Cường Gia Lai nhận của công ty Tân Thuận sau khi hai bên hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại khu dân cư Phước Kiển. Động thái này thì
là thu hồi lại tài sản bị thất thoát trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan trong quá trình xét xử và khắc phục hậu quả. Và hồi cuối năm ngoái thì các bác có thể thấy rằng là rất nhiều người xông vào tấn công tôi ấy, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh kết quả điều tra bổ sung lần 1 thì cho rằng là Quốc cường Gia Lai không sai phạm. Đó, vì không có quy định nào bắt buộc Quốc cường Gia Lai phải biết giá của Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai, căn cứ để xem xét trách nhiệm của các bị can liên quan là như thế nào. Đúng rồi. Các bác thấy hay không? Quốc cường Gia Lai là như vậy. Và họ nhận chuyển nhượng giá rẻ. Báo cáo với các bác, họ nhận chuyển nhượng giá rẻ. Và đương nhiên họ biết hay không? Chắc chắn là biết chứ ạ, đúng không ạ? Và cơ quan điều tra có lẽ là cần phải làm những cái điều mà báo cáo với các bác. Trách nhiệm của việc này. Đó. Bởi vì với người bình thường chúng ta cũng nhận ra được, nhưng cái cần ấy, là cơ quan điều tra phải có được cái chứng cứ cụ thể. Và chúng ta nhìn xem anh Quốc Cường Gia Lai, anh Nguyễn Quốc Cường mệnh danh là Cường Đô La, vẫn rất là vui vẻ, tràn đầy năng lượng vào cuộc sống, để thấy rằng là cuộc sống của anh vẫn rất tự tin. Đấy, như các bác, chúng ta hy vọng rằng là cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm. Và thị trường bất động sản như tôi đã dự báo từ những năm 2020 là chắc chắn sẽ phải làm trong sạch. Bởi vì đây có thể nói rằng là quan chết về đất thì nhiều lắm. Các bác thấy không? Quan chết về đất thì vô cùng nhiều. Đó. Và nói thế nào được nhỉ? Nó như là một cái tài sản mà họ gọi rằng là ăn từ đó mà lên. Chúng ta thấy Nguyễn Ngọc Hai, chúng ta thấy hai cựu chủ tịch của Khánh Hòa cũng đã bị xử lý. Rồi chúng ta thấy những anh như Tất Thành Cang, rồi rất nhiều các phó chủ tịch khác của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị xử lý. Rồi chúng ta thấy vô cùng nhiều điều gọi là các quan mà đa phần thì dính vào đất đai, hay kể cả anh Nam của bên phía của Bình Dương cũng vậy. Và đợt tới còn nhiều nữa. Còn nhiều nữa. Sai phạm còn nhiều nữa. Và đương nhiên ấy, có một cái điểm mới trong các vụ án gần đây á, là có một cái gì đấy mà chúng ta thấy rằng là hình như có cái sự chỉ đạo, đúng không ạ? Bởi vì phải làm rõ các trách nhiệm của những cá nhân liên quan, đặc biệt là các công ty. Ngay cả vụ án liên quan tới bí thư Trần Văn Nam của Bình Dương thì các bác có thể thấy rằng là các cá nhân liên quan đến việc mà nhận cái quyền sử dụng đất mà mua đất với giá rẻ, đất vàng như vậy thì cũng đã bị yêu cầu xử lý. Rồi chúng ta cũng thấy là ngay cái vụ Sadeco liên quan đến Tân Thuận thì công ty cổ phần Nguyễn Kim là cũng yêu cầu bị xử lý. Đó, làm rõ trách nhiệm. Và bây giờ là đến Quốc cường Gia Lai. Đúng không? Thị trường bất động sản có thể nói rằng là tôi không phủ nhận cái sự phát triển của các công ty bất động sản, nhưng nó phải thật sự trong sạch và minh bạch. Ở đây chúng ta thấy thị trường không minh bạch một tẹo nào. Đó. Đâu đó có những cái làn sóng kiếm lời, có những cái làn sóng nọ, làn sóng kia. Và cuối cùng chúng ta có thể thấy rằng là ai là người bị thiệt hại nhất thì đó chính là những người mất đất. Báo cáo với các bác rằng á, người dân của chúng ta không ấy đâu, không tiếc gì đất của mình đâu. Nếu như được làm đúng, nếu như được làm chuẩn xác, được làm chính sách thì họ sẽ sẵn sàng hiến đất. Tôi nhớ ở Sài Gòn á, có những cái hộ thậm chí rằng là được vận động để hiến đất, mà họ hiến những cái đất của mình ở cái vị trí mà có giá trị đến cả tỷ đồng cho mét vuông. Tỷ đồng có thể hơi quá, nhưng có thể rằng là giá trị rất là đắt, và số lượng mét vuông mà họ hiến ấy là khoảng vài chục mét vuông, cũng có thể lên giá trị hàng tỷ đồng. Để chỉ để làm gì ạ? Mở rộng cái con hẻm nó ra. Chỉ để mở rộng con hẻm nó ra thôi. Họ sẵn sàng hiến tự nguyện. Rồi các bác có thể thấy trước đây rất nhiều người đã hiến đất của mình để xây trường học, trường mầm non hay là nhà văn hóa. Họ hiến một cái tự nguyện không cần tiền. Thế nhưng rất nhiều người nhận với cái giá đền bù rẻ mạt. Các bác có tin không? Thời kỳ cách đây khoảng tầm chục năm, có những cái nơi mà giá đền bù chỉ có vài chục ngàn trong một mét vuông. Thế nhưng mà sau đó thì họ phân lô bán nền và bán với cái giá là hàng triệu mét vuông. Và cái này là cái gì ạ? Nó tạo ra một cái mâu thuẫn xã hội một cách kinh khủng. Và nhiều người bị bần cùng hóa là từ đó. Bần cùng hóa là từ đó. Không hiểu các quan có nghĩ đến điều đó hay không thì tôi không biết. Nhưng ấy, không hiểu rằng là anh Cường Đô La khi anh ngồi trên cái siêu xe của anh đấy thì anh có biết được rằng là cái siêu xe này từ đâu mà có. Có một bộ phim rất hay, đó là bộ phim Kim Cương Máu.
khi một quý bà đeo kim cương như siêu Phương Hằng, đeo một cái kim cương hay một bộ áo lông thú ở trên này, thì cái kim cương của họ đã trải qua rất nhiều công đoạn và nhuốm rất nhiều máu người. Và nhuốm rất nhiều máu người nha các bác. Các bác hãy xem cái bộ phim Kim Cương Máu để các bác có thể thấy rằng là cả một cái gì vậy. Thì ở đây á, tôi gọi rằng là siêu xe máu. Siêu xe máu. Đôi điều chia sẻ với các bác và mọi người. Chúc các bác và mọi người một ngày mới tốt lành.